xin chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ với những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Bị trộm dây chuyền 100 triệu chưa lâu, Lâm Khánh Chi lại vướng vận xui khi sơ ý đánh rơi vòng vay 5 tỷ đồng. Trong 2 tháng vừa qua, dường như vận xui luôn đeo bám Lâm Khánh Chi. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ bị mất một món quà trị giá trong đêm dự thi Đại sứ Nhân ái 2019. Đây là chiếc vòng cho cô được mẹ ruột tặng. Nhân dịp sinh nhật gần một tuần trước, Lâm Khánh Chi buồn bã chia sẻ, mất cái vòng hột xoàng rồi, buồn ghê. Điều này khiến Khánh Chi buồn và mất ngủ cả tối. Đây không phải là vật chất đơn thuần mà nó là món quà tinh thần mà mẹ ruột dành tặng cho người đẹp chuyển giới. Được ca sĩ bùi ngùi, Chi bị đánh rơi tối qua khi đi tham gia sự kiện, chắc lúc thay đồ trong hậu trường là nó rớt. Sau khi biết bị mất, Chi đã tìm nhưng không có chiếc vòng đó, trị giá gần 5 tỷ, chính mẹ tặng nhân dịp sinh nhật. Năm nay dường như là năm hạn của Lâm Khánh Chi khi cô liên tục mất đồ trị giá, vướng rắc rối khi có người tố, cô chiếm đoạt tài sản. Dù mọi chuyện đã được sáng tỏ, nhưng mang đến cho cô không ít mệt mỏi,